CA chặn ở sân bay chút giận, Messi nói gì? Thể thao văn hóa, Việt Nam, một nhóm cổ động viên Barca quá tức giận với thất bại trước Liverpool khiến đội nhà bị loại khỏi Champions League đã xỉ vào Messi lúc anh ra sân bay và leo lập tức phản ứng. Sau trận bán kết lượt về, Messi được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping ở Anfield nên anh về sau một mình trong khi các đồng đội đã bay về trước đó. Lúc Messi ra sân bay thì gặp phải một nhóm CDVBACA, cổ động viên Liverpool muốn Messi bị trừng phạt vì đấm Fabinho Fan Sa cũng đòi treo giò Man vì tác vi nhóm này quá tức giận trước việc đội nhà bị loại đã chút giận lên Messi vì cho rằng anh chơi không tốt khiến anh cần đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh để tránh bị làm phiền.